Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bác đã tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của em ngày hôm nay. Ngày hôm nay là em đang có mặt tại đồi tình yêu của bạn Xin Trải, xã Hoàng Thèn, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, gần ở chỗ em á. Thì thực ra là hôm nay em lên ở trên này để thăm các cháu mồ côi. Thì tiện thể em vào bên trong này để chia sẻ một chút những cái ngày chợ, cũng như không phải ngày chợ đâu mà là chính xác là ngày vui chơi Tết của bà con ở trên này, và đặc biệt là người dân tộc Mông. Thì như ngày trước thì các bác cũng thấy là nhiều nơi như ở Hà Giang hay là ở những nơi khác ấy, vẫn còn cái phong tục gọi là bắt vợ. Nếu mà có gặp được cái cảnh đó thì mình sẽ chia sẻ cho các bác, cũng như là cái điều đó là chỉ hy vọng là khi mà những cái phong tục đó đưa lên thì mọi người cùng chung tay để mà xóa bỏ tất cả những phong tục đó, không hay đó. Để mà hiện nay thì em thấy là nhiều nơi vẫn còn tồn tại như phong tục đó, em thấy là nó không hay và giống như một kia ép bức và cứng bức vậy đó các bác. Đây là mình em đến cái vị trí này là nơi để xe, thấy là rất là đông. Hôm nay là mùng 2 Tết, như các bác thấy này, có người dân tộc Dao, người Mông, rồi là ngoài ra thì còn hầu như là chủ yếu là Dao với Mông thôi. Nên là bây giờ mình vào bên trong này xem là có cái gì hay để chia sẻ mọi người nhé. Người đều để xe bên này thôi. Vừa nãy là vừa đi qua đường là thấy là cái con đường đi vào đây rất là sạch sẽ. Chắc là mọi người cũng chung tay để mà quét dọn. Vô cùng nhiều những cái hoạt động và vui chơi ngày Tết các bác ạ. Bác thấy này, tuy nhiên thì có nhiều những cái loa âm thanh ấy, mở những cái bài hát em lại sợ bản quyền, nên là cũng nhiều lúc rất là khó quay cho các bác xem nhé. Ở đây thì thấy mọi người buôn bán đồ ăn rồi là xúc xích các thứ là rất là nhiều. Tuy nhiên lát nữa em sẽ hỏi xem là giá cả cụ thể như nào, cũng chưa thấy có ai người quen. Ở bên này hơi chói một chút các bạn. Đây mọi người làm gì đây? Hình như là cờ bạc. Đúng rồi. Thực sự những cái này em nghĩ là không nên tồn tại ở trên nơi gọi là đồi tình yêu như này. Tồn tại thì không hay cho lắm mọi người ạ. Bởi vì là chủ yếu đáng lẽ thì ở trên này chủ yếu là để mà vui chơi thôi chứ. Còn kèm theo cờ bạc các thứ thì nó không mất đi những cái vẻ đẹp của cái tên. Thực sự cái đồi này từ góc độ cao á, mình nhìn thấy cũng rất giống một cái trái tim, cho nên là mọi người mới gọi là đồi tình yêu nhé mọi người. Con là người dân tộc Dao à? Đây là bé là dân tộc Dao đúng không cô? Con dân tộc Dao à? Ừ. Chú thấy quần áo đẹp quá, chú quay một tí. Bố mẹ đâu con? Đi một mình à? Hay cùng mẹ? Bố mẹ trên kia? Mà con cứ lên đi, lên với bố mẹ đi. Hầu hết tất cả các tạp hóa, nghĩa là bán đồ ăn, đồ nướng ở đây đều là dân bản ở trên này thôi. Đây thì các chị em, nghĩa là nhân cơ hội lúc Tết này ạ, thì bán một chút đồ ăn ở trên này để kiếm thêm thu nhập. Đây bé quần áo cũng rất là đẹp này, em chào chị. Quần áo này là mình tự làm à chị? Làm được. Nhưng mà bộ này là mình tự làm à? Bộ này mua. Mua à? Nhà chị ở chỗ nào? Chị ở bản bên kia à? Đây hai con của chị đây à? Đưa các bé đi chơi. Quần áo đẹp quá. Bên này à? Đây này.
Mấy bé cũng là người Dao. Em nói chụp ảnh à? Quay ở bản nào? Hả? Hao Sao Trái ạ. Hao Sao Trái là chỗ nào nhỉ? Sao? Ở Hồng Lào á. Em tự, ba em tự đến với nhau à? Tự đến đây à? Tự lên trên này. Hôm nay cũng quay chơi một tí thôi. Em cứ chụp đi. Mình thấy là ở nhìn ở cái góc độ cao nó vẫn là đẹp nhất. Còn khi mà vào cái thực tế á, thì rất là nhiều những hoạt động. Tuy nhiên thì em sẽ quay chi tiết cho mọi người, các bác xem là những cái hoạt động nào. Em thấy vừa nãy là như em thấy là những cái hoạt động vui chơi là nói chung là rất là nhiều. Buôn bán đồ ăn rồi mọi người chủ yếu là đi bộ thôi, coi như giống như gần giống như cái phố đi bộ á. Thực sự gọi là đổi tình yêu thì thấy là hầu như là người trẻ đến đây là nhiều thôi. Các con về đây chơi với bố mẹ hay là một mình? Nhà con ở đâu? Bạn xin chào ngay bên này à? À, nếu mà gần thì các con về đây chơi được. Chào em. Em với con gái về chơi à? Con gái quần áo đẹp ạ. Em cho anh ghi hình một tí thôi. Thế hai mẹ con về, bố không về à? À rồi ok, hai mẹ con đi chơi đi. Cảm ơn hai mẹ con nhá. Từ vừa nãy đến giờ là em chưa có lên cái đồi bên kia, cái chỗ gọi là đồi tình yêu. Thì thấy mọi người là đi rất là đông. Còn lúc ghi hình ở trên cao thì em cũng thấy là ở tại cái vị trí nó rất là đông và đẹp nữa. Thì bây giờ em sẽ đưa các bác đi lên trên đấy đó một tí. Còn mấy bé mồ côi ở trên này á, thì không biết các bé có về đây chơi không nữa. Lan em qua đó xem là các bé có về đây chơi. Em nghĩ là chắc có đấy, bởi vì cũng gần đây thôi á. Em cũng chưa thấy có cảnh nào gọi là bắt vợ ở trên này cả. Đợt rồi thì em có nghe nói là có, nhưng mà hôm nay thì không thấy. Không thấy là cái điều mà em thấy là may mắn các bác. Thấy thì sẽ nhiều những cái bức xúc lắm mọi người ạ. Đặc biệt là mình nhìn trên video mình đã thấy bức xúc rồi. Mình đã thấy nghĩa là khó chịu rồi á. Nếu mà thấy ở ngoài thực tế thì không biết mình sẽ như thế nào. Nhưng mà chưa thấy cả. Chủ yếu là thấy mọi người đi chơi thôi. Đi dạo, ăn uống. Còn đồ ăn thức uống ở đây thì em lên trên này em hỏi thử xem là có mắc tiền không nhá mọi người. Bên dưới này là quán của em. Hello, hello em. Khỏe không? Lâu lắm rồi không gặp. Hôm nay lên mà. Hôm nay đi làm ở dưới kia về bây giờ lại kiếm tiền à? Đang đấy, ý anh bảo là đi làm dưới kia về, vừa về lại phải lại kiếm tiền đây. Mấy bé cái gì nhỉ? Con của chú có về đây không nhỉ? Có. Nhưng mà giờ nó mới muốn thèm mình đi đây một nơi chơi đâu. Đi chơi đâu á? Anh định về thăm mấy bé tí. Thế vẫn ở nhà cũ à? Bây giờ nó là nhà mới rồi. Nhà mới á? Ai làm cho? Đi thiền nguyện làm cho à? Bên cái gì mà bên công an tỉnh hay sao? Công an tỉnh nó hỗ trợ cái gì đấy? Cái nhà đại đoàn kết đúng không? Đúng rồi sao? Bằng tôn xốp à? Đúng rồi, bằng tôn xốp. Okay, đi một mình à? Hay đi một mình? Camera đâu? Camera nghỉ rồi. Nghỉ quá. Nghỉ hả? Hay là nhiều hôm nay thôi? Làm vào đấy nghỉ. Hôm nay quay gì không? Hôm nay quay gì không? Không. Không hả? Phải đi cam đâu? Là cam đây. Chưa quay à? Bay rồi. Bay rồi? Ừ. Hôm nay bay rồi. Hôm nay bắt đầu đông, ngày kia rồi càng đông đấy chứ. Ngày kia đông, mấy ngày nữa đông. Này, nếu lên trên này xem mấy bé tí mà làm nhà ở chỗ cũ hay là chỗ khác?
làm phía dưới một tí. Ừ. Bây giờ vợ và em gái cũng làm đây à? Kiếm được nhiều tiền đấy. Hay đi quanh quanh chơi một tí xem là có khi ở bên này có đường đi vào san không nhỉ? Chỉ có đường này thôi, sáu chỉ có nhỏ bé kìa. Nghĩa là đi xuống ở dưới này. Bắt đầu đi vào bảng lăng đi thôi. Đường đây là gần nhất. Thế là đường đi mọi người đang lên đấy á? Đấy đúng rồi, mọi người đang đi kìa. Thấy một đoạn này kìa. Đi xuống dưới này có cái bảng, sau đó đi vào xã bản lăng, đi vào đường to ấy. Ok, em cứ làm việc đi. Thế nhá. Vâng. Ok, ok em. Vừa mới em vừa mới gặp thằng em ở trên này để nói chuyện một chút, hỏi về hoàn cảnh của mấy bé mồ côi á. Thì vừa rồi, cái đợt vừa rồi được hỗ trợ thì các bé gia đình cũng được hỗ trợ về làm nhà rồi. Lát nữa nhưng mà có gì thì em sẽ đưa các bác đi vào xem các bé. Vâng, chào chú. Khác dân tộc nhưng mà em có để ý là dân tộc Mông này nhiều nhất. Người toàn đến đây để check in nha các bạn. Đây, tất cả các quán đây. Em thấy là có nộp, đu đủ, rồi là có xoài. Cô ơi, cái xoài này một cốc bao tiền à? 10.000 à? 10.000 một cốc nhé, bác nhé. Còn xem là có cái gì độc lạ không? Trứng nướng. Gọi là pho câu. Ở bên này hơi chói một chút các bác. Quay ngược từ đằng này sẽ không bị chói các bác. Ở đấy mình thấy ở đâu đó có cái xôi tím. Nhưng mà khu này hình như là không có. Xoài này một cốc bao nhiêu chị? Dạ, em xin phép ghi hình một tí nhé. Khu này mọi người đang ăn uống này. Thì mọi người cũng mua đi lên trên này ăn. Ở ngoài này thì cũng hết chỗ rồi các bạn. Đây có mấy bé gái đang mua gì đấy. Hello. Em đang mua gì đấy? Đang mua gì đấy? Bà em mua cái bóng bài à? Không à? Bà em ở bản nào? Ở đâu? Có phải ở đây à? Không à? Xúc xích một cái bao tiền chị? Xúc xích một cái bao tiền? 10.000 à? Đây bọn em là đều ở cùng bản với nhau à? Ở xã nào? Vẫn là xã này á? Xã nào? Mù Sang à? Mù Sang là mình bây giờ mình đi đường nào em? Ở bên này á? Nghĩa là từ Mù Sang qua Giào San có sao nhỉ? Không sao mà. Anh tưởng là phải vòng từ dưới này không phải à? Nếu mà em ơi, anh hỏi tí là nếu mà bây giờ anh muốn đi Giào San ấy thì đi đường nào? Không biết á?
Chính xác thì mình thấy đây là gọi là chợ xuân thì đúng hơn. Chợ xuân vào những ngày Tết á. Chợ những ngày Tết bởi vì toàn thấy chợ thôi. Thế bây giờ em sẽ cho các bác xem cái gì chơi đây nhá. Đây là mọi người ném nước. Mà đang lên ra mà đánh theo họ này bù vào đấy chứ đúng không? Phá bù thì thôi. Đánh nhá. Chơi kia nhá. Bây giờ đi quanh quẩn, mọi người cũng đã đi ăn trưa rồi các bác. Nhiều mọi người thì ăn trưa ở đây. Mình lên trên này xem là có những gia đình ở đâu có những nhóm ăn trưa ở trên này nhé. Hôm nay có mời em đi dép xe à? Ăn trưa ở đây à? Hay. Chưa đi về à? Lượn mệt lắm. Trên này. Có cái gì không? Cái này là xôi tím à? Vừa nãy em không thấy ít. Chưa no đâu chứ? No, không ăn được. Chính là cái gì đó. Đây. Bây giờ em đi ăn ké. Ăn ké cho mì xương. Thử một tí cái xôi tím này thôi của dân tự làm ấy. Nhưng mà cái này chắc là gạo tím hay là cái gì nhỉ? Mời các bác nhá. Đi chơi Tết nhưng mà ăn ăn ở ngoài thôi. Dân toàn như này đây nhỉ? Đây là còn lên sớm đấy. Đợi kia lên cả chỗ nóng nhất đây này. Còn muộn tầm 3 phút lên này. Cơm lên trên này còn ăn cái chỗ nắng. Không, dưới kia đông lắm. Dưới kia vừa khoái vừa nóng. Đông. Xôi tím rất ngon nhé các bác. Cho các bác xem. Cái xôi này là... Vâng, anh. Cho các bác xem nhé. Những cái xôi này là chắc là dân tự làm. Nhưng mà cái này là gạo tím chứ không phải là... Không phải dùng cái gì để nhuộc đâu đúng không? Cái gạo tím kia đúng không? Ngon đấy. Và cái tài của vui chơi này tình cờ em gặp em là tên gì nhỉ? Dạ, Chỉnh ạ. Chỉnh ạ. Gặp em Chỉnh ở đây thì cũng ở bản Xín Trải thì thấy là em đi lại phải vác cái cây gậy. Thế là em bị cái chân của mình từ lâu chưa? Lâu rồi ạ. Ừ. Là mình gia đình mình là không có bố. Bố mất rồi. Bố mất rồi, sau đó em với lại em trai bây giờ ai là lao động chính trong nhà? Mẹ thôi à? Vâng. Thế mình về đây là đi bộ hay đi xe? Không nói em gì là xuống đây. Và nếu không thì em định là tí nữa anh sang bên đấy thăm nhà mình một tí. Vâng. Xem là nhà mình khó khăn như thế nào không. Em đi sang bên này một tí anh xem nào. Anh xem là đi lại khó không? Đi lại khó đấy. Thế em về đây ra tán được vé nào chưa? Vâng, anh tán. Đi xem người khác rồi. Và đi xem mọi người thôi đúng không? Thế sắp về ăn trưa chưa? Đi đó. Và tí nữa về ăn trưa bảo anh nhé. Em tên là Chỉnh. Nhà mình là ở tít ở trên đồi à? Cái đường đi Tà Đen rồi. Nhà mình nghĩa là em trai biết lái xe không anh? Không. Em trai là thường là em trai bây giờ em trai phải chở đúng không? Vâng. Nhưng mà em chắc lái được xe chứ? Chỉ bị chân một chân thôi. Không được. Không được á? À nhưng mà bên này là bên dùng phanh.
phải thiết kế một cái xe mà đều dùng phanh bằng tay được. Nếu có tiền vẫn thiết kế được. Em về đây là xem mọi người, giả sử như là ăn uống các thứ thì mình có tiền để mua đồ ăn không? Có không ấy? Em ấy? Nhiều khi đấy anh nói chuyện với em là cho em hiểu anh thì hay quay YouTube, nghĩa là quay YouTube thì hay quay video á, đưa lên cho các bác. Sợ là em ở đây nói chuyện ồn quá, đợi tí anh đợi tí nữa để lúc về nhà rồi anh sẽ trò chuyện với em nhé. Rồi em cứ chơi đi. Những ngày vui chơi mà hoạt động Tết, chợ coi như cái chợ xuân thì hoạt động từ hôm mùng 1 Tết đến hết dường như là đến hết ngày 20 Tết các bác. Nên là hôm nay em đến đây để chia sẻ một chút cái không khí Tết ở trên này cho các bác xem. Thì nếu như các bác mà có dịp mà đến với lại Phong Thổ của Lai Châu, đặc biệt là cái dịp Tết ấy, thì các bác sẽ ghé qua ở trên này để xem bà con chơi Tết như thế nào nhé các bác nhé. Thì như thường ngày hôm nay em lên trên này cũng không có bắt gặp một cái cảnh như không mong muốn, như là bắt vợ chẳng hạn ấy. Thì cái đó là em thấy rằng là rất là vui rồi. Bây giờ là có rất là mọi người cũng về đây chơi, rồi là về, rồi là có người thì về tiếp tục về đây chơi nữa. Hầu như là lúc đêm ấy, thì những người gần đây họ vẫn đang chơi nữa các bạn. Còn chỉ có những người ở xa thì mọi người sẽ về, xe rất là đông. Đặc biệt là mình nhìn ở cái góc độ, ở cái góc cao ấy. hơn hàng trăm chiếc xe. Thank you.